Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì hôm qua trong fanpage có một bạn nữ vô hỏi Tân những lý do làm sao biết trong nhà mình có ma, rồi làm sao để mà biết mình có một cái vong nhi đi theo và cách nào để trục cái vong nhi ra khỏi đời sống của mình, và còn những câu hỏi khác nữa. Nhưng mà khi mà nói đến cái chuyện vong nhi, nó phải liên quan đến cái chuyện làm cách nào đó mà cái vong nhi đó nó mất đi, thì đa số là do phá thai, não phá thai. Thì nói đến đây thì nó đau lòng rồi mấy bạn. Nó là một cái cuộc mà gọi là rất là khó để mà nói đến cái chuyện mà làm sao để mà chụp cái vong nhi, là nó có nhân duyên với mình. Mình có thể nói là mình là cha là mẹ nó, nhưng mà mình không có thể giữ được nó bên cạnh mình vào thời điểm đó. Với nhiều lý do khác nhau, thì cũng chính vì những cái lý do đó mà nó theo bạn lâu hay là không lâu, và nó theo để phù hộ hay là nó theo để nó hại, thì cũng từ cái lý do tại sao mình lại bỏ nó. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay là một cái câu chuyện mà Tân kể cho các bạn nghe. Nhưng vì ở Việt Nam mình sẽ có những cái mà mình không được nói tới, cho nên là Tân muốn mượn một đất nước khác để kể câu chuyện này, thì nó sẽ thuận tiện hơn là mình nói những cái câu chuyện mà liên quan đến pháp luật ở trong cái đất nước của mình, vì nó không nên. Cho nên là Tân mượn một câu chuyện ở Thái Lan để kể cho các bạn nghe ngày hôm nay. Thứ nhất, cái câu chuyện này nó bắt đầu từ một cái vụ điều tra buôn bán hàng trắng. Thì ngày đó là bên cảnh sát Thái Lan, người ta nhận được một cái thông tin. Cái thông tin này đó là sẽ có một cái chiếc xe hiệu Vios là sẽ đi ngang cái đoạn đường đó, và trong xe sẽ có chở hàng trắng, và đối tượng là 4 người đều có mang vũ khí. Thì lực lượng cảnh sát người ta bắt đầu bố trí để người ta theo dõi, và người ta bắt đầu tấn công bắt tội phạm. Nhưng mà ngày hôm đó bên nhóm tội phạm nó cũng thông minh, cho nên là nó chuẩn bị 3 chiếc Vios giống nhau, và nó gắn vô biển số y chang nhau, tức là có một chiếc là thiệt và 2 chiếc là giả. Và sau đó nó chạy trên một đoạn đường, nó tẻ nó làm 3 hướng khác nhau. Thì trong 3 hướng khác nhau đó có một chiếc Vios lên phà. Nói bạn dễ hiểu, một chiếc lên phà, 2 chiếc đi đường quốc lộ. Thì cơ quan điều tra người ta mới chia đội ra để người ta theo dõi. Thì cái anh này là cái người đội trưởng của cái đội cảnh sát mà theo dõi cái chiếc xe Vios trên phà. Thì anh mới đi ngang trên đó, thì anh mới thấy trong xe là 2 người phụ nữ, không phải là nhân diện những người đàn ông. Anh báo về thông tin thì bên đó nói rằng có thể người phụ nữ đó đồng phạm và có chở hàng trắng trong xe. Chứ bây giờ bắt 4 ông nội kia cũng như không, giờ bắt ổng này cũng giam ổng thời gian ngắn thả ra thôi, trong xe ổng đâu có gì đâu. Nên cần quan trọng nhất là phải ngăn chặn cái lô hàng trắng nó đi vào thành phố. Thì họ đeo bám theo. Thì lúc đó là cái anh cảnh sát trưởng này nè, anh mới phát hiện ra là cái đường mà đi thẳng nữa là đi vô một cái con đường, chỉ có một đường duy nhất ra vô thôi. Cho nên là bây giờ gọi điện phong tỏa con đường đó trước để bắt 2 người phụ nữ này. Thì khi mà phong tỏa bắt 2 người phụ nữ này xong đó, thì xét giấy ra thì chiếc xe Vios là chiếc xe thiệt, giấy tờ thiệt, đăng kiểm thiệt hết. Chỉ là người trong xe không phải 4 đối tượng thôi, và lục xe cũng không có hàng trắng, mà là 2 người phụ nữ này mới nói rằng là mình được thuê để đưa chiếc xe đến một cái gara nào đó. Và đồng lúc đó đồng đội ảnh ở 2 mũi kia bắt được 2 chiếc còn lại, và đối tượng bị khống chế và bắt được hàng trắng. Coi như đây là cái vụ án thành công. Thì cái lúc đó ảnh mới, cái người cảnh sát trưởng mà bắt 2 người phụ nữ đó đó, mới thoải mái tinh thần được một chút. Thì bị lơ là, thì một người phụ nữ trong đó rút dao đâm ảnh. Thì thực sự đó, cái may mắn ở đây đó là cái con dao nó quá ngắn, nó bén, nó nhọn, nó ngắn, nó giống như một cây kim thôi, nó thẳng là mình dễ hiểu. Mặc dù nó không phải cây kim đâu, nó bén đó, nhưng mà nó nhỏ thôi.
giống như mà những người nào mà ngày xưa mà hay đi vô tiệm may đồ có cái kéo cắt đồ đó, mình chia đôi cái một cái lưỡi ra thì nó nhức như đây thôi, thì đâm nó không có xuyên vô lục phủ ngũ tạng, nó chỉ là bị chấn thương nhẹ thôi, may lại thôi. Thì lúc đó ảnh bất chợt ảnh khống chế người đó liền, tại vì đâm vô mình mà ảnh mới khống chế, ảnh đá chúng bà này sảy thai. Tại vì cái thai bà này nó chỉ mới có 3 tháng thôi, cho nên là ảnh không để ý, ảnh không có thấy. Lúc đó chưa có lấy lời khai, chưa có gì hết, chỉ là mới có sơ khởi thôi. Thì trong cuộc hỏi ra là bà là người tình của một trong 4 người vận chuyển, cho nên là bà bị bắt. Bà vì bà thừa nhận bà đồng phạm nên bà bị bắt và tuyên án 10 năm tại đồng phạm. Mặc dù không vận chuyển, sau đó trong cái luật pháp của Thái Lan sao đang biết, bà bị 10 năm. Thì 10 năm sau anh này bị được thuyên chuyển qua một cái vùng khác để làm chức cao hơn. Và anh cũng muốn đi từ ngoài tỉnh, an ngoài tỉnh để mà vô trong thành phố lập nghiệp hết. Thì anh được vô trong cái tổ trọng án lớn hơn đó, và bắt đầu mua nhà mua cửa. Thì nói chung là cuộc sống bắt đầu nó cũng khá, anh làm cũng ok, mà vợ của ảnh á thì càng ngày buôn bán cũng phát đạt hơn. Thì mua nhà trong một cái chung cư đó, thì người vợ sinh con, con lớn lên tầm khoảng 4-5 tuổi. Thì lúc đó hai vợ chồng đều cực hết, các bạn biết rồi, anh này là trong một cái đội điều tra của Thái Lan mà anh phải đi làm việc liên tục, người vợ thì đi buôn bán liên tục. Thì lúc này người vợ mới thuê một cái người làm về để giữ con cho ảnh. Thì tao nói vận đổi sao dời, sau đó người làm đó chính là cái bà ngày xưa đâm ảnh, bà ảnh đá sảy thai, mà bà đó được ra tù, ra trước thời hạn. Thì bà đi xin việc, thì bà biết là cố tình hay hữu tình gì đó ha, thì từ từ mà sẽ biết. Bà nộp cái hồ sơ vô nhà này, bà nộp hồ sơ vô nhà này. Thì bà vô trong đó, bà rắp tâm, bà hại đứa nhỏ, bà hại lại con của anh cảnh sát này. Mặc dù lúc đó là ảnh chỉ tự vệ thôi, ảnh không biết, nhưng mà bà rắp tâm, bà hại. Thì may mắn một cái là trong cái thời gian mà bà thử quan nghiệm, bà làm thử cái việc giúp việc đó, thì cái người mẹ đó là người cẩn thận, tại vì vợ của cảnh sát mà, nó phải cẩn thận. Bà lắp camera, bà ở trong nhà gần như là thường xuyên, bà không có rời mắt khỏi con mình, bà xem coi cái thái độ người giúp việc có tốt hay không đã. Và bà qua một cái thời gian nhất định thì bà mới yên tâm, bà đi làm, bà bỏ con bà lại cho cái người khác. Bà đâu phải đơn giản đó. Thì trong quá trình quan sát, bà thấy bà người làm có những biểu hiện bất bình thường, biểu bất bình thường mà người chồng thì không biết. Và tại người vợ nghĩ cái chuyện này là mình giải quyết được, nó giống như chuyện nhân sự thôi, đâu phải là chuyện phạm pháp đâu, nhờ đến chồng mình. Và ông chồng thì đi làm thường xuyên, công tác thường xuyên, bạn biết, biết bao nhiêu vụ án xảy ra một ngày trong một thành phố. Ông phải làm, phải tăng cường hợp tác tỉnh khác nữa, đi công tác nữa, cho nên rất là ít khi ông quan tâm đến cái chuyện đó. Mà tối ông về, người làm ta về hết rồi, ông đâu có biết. Ông chỉ hỏi là người làm bữa nay được không em, thì vợ kêu ok thôi. Đó. Thì dần già đó, dần già cái chị này thấy bà này không ổn, thì chị này mới nói rằng là bà làm hết tháng bà nghỉ đi, tôi hiện tại giờ tôi không bận nữa. Là một lời nói khéo thôi, tôi không bận nữa mà tôi có thể trông con được, cảm ơn dì đã hỗ trợ cái thời gian qua. Thì sau cái bữa hôm đó là cái người bà là người làm vẫn bình thường, là cái bà mà ngày xưa bị đánh sảy thai đó. Thì bà đi về thì cái người vợ vô tình thôi, người vợ vô tình mở camera lên. Thì lúc này thấy một hiện tượng lạ là con của mình đang ngồi nói chuyện với ai đó ở ngoài cái sân vườn. Mà người vợ này được cái tính giống như lây từ ông chồng, có nghiệp vụ cảnh sát, lây từ ông chồng, ngồi quan sát kỹ lắm. Thì đang nói chuyện với một ai đó ngoài sân vườn, và giống như đang cùng chơi chung một cái món đồ. Và nó nghiêm trọng hơn khi mà thấy những cái món đồ xung quanh nó tự di chuyển mà không có tay người khác đụng vào. Và cho đến khi bà tua đi, tua lại cái đoạn camera bà coi đó, bà thấy có một cái bàn chân con nít nhỏ lắm, nó đung đưa trên một cái bậc thềm mà chỉ có con nít ngồi thôi, giống như cái bậc thềm trồng cây ở nhà bạn, bụi cây nha đam đó. Thì nó ngồi kế bên vậy đó. Thì bà hoảng hồn. Vốn dĩ người Thái người ta làm ăn, người ta cũng rất là tin vào tâm linh,
ba hoảng hồn. Thì bà mới xuống, bà bồng con bà vô. Khi bồng con bà vô, con bà vẫn nhìn ra ngoài đó cười. À, vẫn nhìn ra ngoài đó cười. Và từ cái đêm đó trở đi, bà bị ám ảnh với cái hồn ma này. Mặc dù đem rất nhiều bùa về để chứng mà không được. Cái hồn ma này dường như nó xuất hiện trước mặt con bà là một em bé dễ thương. Nhưng mà xuất hiện trước mặt bà là một linh hồn rất là ớn. À, rất là ớn lạnh. Thì bà vợ bắt đầu bà sợ. Thì một cái ngày đó bà mới mời thầy Pháp về. Mời thầy Pháp về. Mà thầy Pháp vừa về đó thì là không trục được. Không trục được cái vong nhi này. Và thầy Pháp mới phán một điều rằng là do cái cô vợ này là có duyên với cái vong đó. Thì một nó là con của gia đình này mà đã bị phá. Mà gia đình này chỉ có một đứa con duy nhất. Nào giờ ta đàng hoàng, ta đâu có phá đâu. Tao có phá thai đâu, cô vợ khẳng định không phá. Thì cái anh chồng cảnh sát á, lúc này cũng về để xem tình hình gia đình mình. Thầy mời thầy Pháp là nghiêm trọng rồi. Khi mà về, anh chồng cũng nghe cái chuyện đó, anh cũng bần thần. Anh mới dẫn cô vợ trong phòng, anh mới nói là bây giờ em nói thiệt với anh đi. Trước khi mà em lấy anh, em có quen với ai không? Mà em lỡ mà em có thai mà em phá không? Nếu như có thì em cứ nói. Vợ chồng mình sống với nhau tính em thế nào anh biết. Anh đâu có trách đâu mà em phủ nhận chi. Dẫu sao nó có một sinh linh nhỏ, nếu như thật vậy thì hai vợ chồng mình cùng đưa nó vào chùa. Chứ có gì đâu mà em không nhận là người vợ nó. Không có, tôi không có quen ai hết. Tôi có nói thiệt với anh hết rồi, tôi không có quen một người nào mà để như vậy hết. Đó thì người thầy Pháp thì cứ phán là cái vong nhi trong nhà là có. Nhưng mà là anh em với lại cái người mà người mới sinh. Một là con, hai là người thân. Đó, thì cái hai là người thân đó. Cái hai này người thân nó thì người chồng nó là có thể là trong gia đình của vợ mình có người này là suy diễn tùm lum hết. Suy diễn tùm lum hết và chuyện càng ngày càng căng. Khi mà thầy Pháp họ không giải được á, thì cái linh hồn nó càng ngày nó càng dữ hơn. Bắt đầu nó không có chơi bình thường với lại cái con của cái ông cảnh sát này nữa. Mà nó cào. Nó cào chân tay chảy máu, rướm máu. Đó, chảy máu, rướm máu. Mà đứa con nó có khóc hoài, xót quá không biết làm gì hết. Mà cái anh cảnh sát này cũng anh cũng xót, mà cái chị mà vợ cũng xót, mà rõ ràng là mình thì không có con với ai, mà trong gia đình của hai bên cũng không có ai mà để cái trường hợp nó xảy ra. Thì cái ngày đó anh cảnh sát anh mới ôm cái đứa con, anh ôm đứa con, anh mới đi ra ngoài ban công anh dỗ, anh nói con ơi con nín đi để ba tìm cách. Thì trong lúc anh đang ôm ngoài ban công anh nhìn ra đó, anh mới thấy cái bà người làm. À, cái bà mà phạm pháp đó, bà cứ đi tới đi lui ở cái đó hoài. Anh mới để ý. Anh để ý anh mới vô anh bật camera cho vợ anh coi nó người này là ai. Thì cái người vợ đó là cái bà này giống cái bà người làm nhà mình. Mà lần đó em thấy bà có những biểu hiện không tốt với con mình. Cho nên là em đuổi bà rồi. Và sau khi đuổi bà thì con mình có những biểu hiện như vậy. Thì anh mới đưa lệnh bắt. Đưa lệnh bắt bà này. Khi bắt anh nhận ra liền. Bà là tội phạm cách đây bao nhiêu năm như vậy đó. Thì ảnh tự nhiên cái sự điều tra trong người ảnh có, ảnh liên hệ liền, ảnh nhớ ngày xưa nó từng như vậy với bà, làm mất đứa bé. Thì lúc này ảnh mới nói chuyện, thì bà mới nói là tao muốn con tao phải trả thù cho ba nó, và trả thù cho chính bản thân nó. Chính mày đã giết con tao chứ không phải là tao. Những năm tháng ở trong tù, cái linh hồn đó nó đã đi theo và nó đi dằn vặt bà. Bà mới nói là đông không phải là do bà làm chuyện đó mà là do cái ông này. Sở dĩ bà biết nhà của cái anh cảnh sát này là vì cái đứa con nó có tâm linh. Nó thành ma, nó có tâm linh. Nó đánh hơi được cái nhà nó ở đâu. Ông đi đâu nó cũng biết hết. Nó hướng bà tới đó để hại. Khi là khi bà tới đó, đó là bà bỏ cái phần mà xác cái phần gì của con bà đó. Nó cũng gần giống như lại bùa Kumanthong vậy đó. Bà nhét vô trong một cái cây, ở trong cái bụi cây nhà ổng. Thì cái đứa bé nó tồn tại trong đó. Và nó từ từ nó hại gia đình này. Thì trước cái tình thế đó đó, thì cái một cái người đồng nghiệp của anh cảnh sát này cũng nghe cái lời khai đó. Mới nói là tôi biết một cái người sư phụ. Mời tới nhà đi để giúp cái chuyện này. Đầu tiên là giúp cho cái đứa bé nó hiểu rằng ai đúng ai sai. Mặc dù nó là ma mà nó cái cốt của nó vẫn là bản thiện, nó tính nó thiện, nó không có ác. Do mẹ nó nói bậy cho nên nó tin. Chứ còn bản thân nó chưa sinh ra đời, nó chưa có vấn đục. Nó vẫn là một người có tâm thiện.
chỉ vì nó hận là tại sao nó chưa ra đời mà nó phải mất, và cảnh gia đình nó ly tán, nó tưởng là mình, nhưng mà mình làm chuyện chính đáng, làm chuyện phải, phải mời người thầy để nói cho nó hiểu thì nó sẽ không phá nữa đó. Thì anh cảnh sát này thấy đúng, anh mới đi mời, anh mới mời cái người thầy đó về làm lễ. Làm lễ xong thì mới đứa bé nó mới ra. Thì khi nó bước ra đó các bạn, nó là con nít mà, nó chơi ở ngoài vườn không à. Thì nó bước vô trong vườn thì trên cái sàn nhà đó nó có dấu chân em bé, có dấu chân em bé mà kiểu như nó có sình trong đó. Nó bước vô trong nhà, nó bước ngay đúng cái chén cúng. Người ta có cái dĩa ở trên đó một ít bông cúc á, ta làm mấy cái cọng chỉ trắng, nơi đó là nơi dừng lại để nói chuyện với thầy. Thì cái linh hồn nó dừng ngay đó. Thì người thầy mới nói rằng là mẹ của con là một người ác, mẹ của con mới là người hại con. Nếu lúc đó mẹ của con biết quay đầu, hoặc là mẹ con biết im lặng, thì có thể con được sinh ra đời. Nhưng mẹ con đã tấn công lấy mạng người ta một cách vô tri, cho nên người ta chỉ tự vệ mà không biết cái điều đó. Và ba con đã hại chết bao nhiêu thế hệ trẻ, bao nhiêu người mẹ, bao nhiêu đứa bé phải hít cái bột trắng đó và mất mạng. Cho nên đây là cái nghiệp mà con không sinh ra đời được, chứ không phải là do gia đình này. Thì phải nói thì nó hiểu bạn, nó hiểu. Và sau khi nó hiểu xong rồi đó, thì người thầy nó nói là đừng trả thù, đừng trả thù mẹ của con, mà hãy theo thầy về chùa để mà mình chuyển kiếp thành một cái kiếp đời nó tốt hơn. May là con thành quỷ nhưng chưa hại ai, tâm con vẫn tâm thiện, thì buông bỏ tất cả. Thù hận này là thù hận của những con người đã vấn đục trong xã hội. Còn con chưa sinh ra, con không nên như vậy. Thì cái đứa bé nó nghe, nó nghe, nó nghe là nó phải bước thêm một bước nữa, là nó bước lên cái chén thờ, có nghĩa là bước cái chén nó có nước trong đó. Nó bước lên, nó rửa cái bàn chân dơ của nó và bắt đầu nó chở vô cái hũ để người thầy đó mang về cúng. Thì sau đó gia đình này bình ổn, bình yên. Thì cái anh cảnh sát này anh cũng cố gắng gọi là giúp đỡ cho cái bà mà mẹ đó, đó phải hiểu ra vấn đề. Nhưng mà dường như bà không hiểu. Và sau đó một thời gian sau thì bà cũng vô cái con đường nghiện hút đó, đi cai nghiện liên tục này kia các cái. Nhưng mà lúc đó bà không còn thế lực tâm linh để mà giúp bà biết được gia đình anh cảnh sát này ở đâu. Và gia đình anh này một lần nữa bán nhà và chuyển nhà đi nơi khác để không phải gặp bà này nữa. Tại vì bà trước sau gì, cái người thầy cũng nói bà này trước sau gì cũng yếu mệnh. Mà bà mất đi, bà thành quỷ, thì bà không giống đứa bé đâu. Đứa bé nói nghe, hiểu nó đi, nó quay đầu là bờ. Nhưng bà này đã vấn đục rồi ha. Bà có trở thành quỷ, bà thi theo gia đình thì bà ám. Cho nên cắt đứt từ bây giờ, chuyển nhà luôn đi. Nếu như có điều kiện, thì anh này có điều kiện, anh chuyển nhà ở nơi khác thôi. Và nó bình yên tất cả mọi thứ. Thì cái chuyện này á, là chuyện cũng chính từ cái người đó kể, chính cái người đó kể đó, thì Tân mới biết câu chuyện này. Sau đó là mình mới ấp ủ câu chuyện này trong lòng của mình. Thì ngày xưa mình cũng rất thích đem câu chuyện viết thành sách. Tại hồi đó thực sự ra mình không có nghĩ mình làm YouTube. Mình nghĩ là mình có cơ hội mình viết cuốn sách à, lâu lâu mình viết 5-10 chuyện ma gì đó, mình in, mình xuất bản, mình bán. Nhưng mà chắc cơ hội đó không có. Cơ hội đó chắc không có. Mình làm YouTube thì nó khỏe hơn. YouTube thì mình kể bằng cái giọng thật của mình, bằng cái sự truyền cảm của mình, rồi xong thôi. Còn viết là phải văn vẽ đồ này nữa. Thì mình biết câu chuyện mình kể cho các bạn nghe. Thực ra một cái vong nhi của đứa bé đó, nó cũng thánh thiện thôi, nó không có vấn đục gì hết. Nhưng mà do con người mình tiêm vào trong đó, cũng giống như con cái như vậy, sinh ra nó là người bình thường. Nhưng do chúng ta hà khắc, chúng ta đưa những cái áp lực công việc hàng ngày vô đầu của nó. Chúng ta muốn nó hoàn hảo, nhưng mà chúng ta muốn nó phải có tuổi thơ. Tuổi thơ là tuổi thơ, hoàn hảo là hoàn hảo. Chúng ta là người thành công, là nó chưa có dự định trong đầu nó hết sao thành công được. Chúng ta ép đứa nhỏ nhiều quá, khi lớn lên nó trở thành một người không bình thường. Đến mức độ nó thành ma rồi mà còn bắt nó đi trả thù. Trời ơi, đã không có cho nó cuộc sống đàng hoàng để đẻ nó ra, nó người ta phạm pháp. Mà khi nó thành ma rồi còn gieo vô trong cái hồn ma nó những cái suy nghĩ không tốt để nó trả thù, để nó làm chuyện xấu giống mình. Thật ra thì tâm linh, phần âm hay phần dương nó có điều phần giống nhau.
có rất nhiều thế hệ cha mẹ sinh con ra nhưng không có trách nhiệm, hoặc là nuôi con theo một cái phương án của mình, cái phương pháp của mình, phương pháp được thờ hưởng từ phong kiến, để con cái nó bị hà khắc, lớn lên nó thù hận mình, nó thù xã hội, trong khi sinh ra nó là một đứa bé không biết gì hết, không có khơi dậy được tài năng, không có khơi dậy được cái đam mê của đứa nhỏ, chỉ khơi lên sự hận thù ích kỷ do mình hết thôi, đứa nhỏ đâu có gì đâu. Còn các bạn trẻ nào mà đang yêu nhau, hãy yêu hết mình, hãy trao nhau tất cả những gì mình có nếu như mình có thể, nhưng phải biết điểm dừng, phải biết an toàn cho đôi bên, thấy không? Chứ mình buông thả tất cả mọi thứ rồi đến khi mình có, mình không có trách nhiệm với nó, mình phá cái, mình đi hỏi người khác có cách nào để diệt nó không, trời sao dám chỉ được, sao tân chỉ bạn được, mình chỉ nhưng mình tiếp tay cho bạn làm chuyện sai à. Ha, mình biết nhiều khi có người có tình, người ta vô tình, ta muốn thôi nó đi siêu thoát đi cũng mừng, nhưng có người đi diệt luôn, tại chưa thấy mặt nó, chưa phải con, diệt diệt được một lần, thấy được là diệt lần thứ hai, diệt thứ hai được, diệt lần thứ ba, rốt cuộc cái người chỉ nó mang nghiệp, tự nhiên không liên quan gì hết trơn, không chấm mút gì hết trơn, đặt chỉ bậy tầm bạ, cái đến lúc trả thù luôn mình, tự nhiên mình chỉ bậy. Cho nên trước khi xảy ra một cái chuyện gì nó không may, hãy bảo vệ bản thân mình trước, nhất là chị em phụ nữ. Nhớ không? Nhớ dụ nắng cốt không? Nắng bậy là lòi là con, mà lòi ra là phải nuôi. Không nuôi là mang họa, không có ai nắng nó vô lại đâu. Thấy không? Nó càng lớn là nó thụt ra, nó mới vô. Cho nên là phải cẩn trọng nha. Chứ đừng mà có hỏi Tân những cái câu đó, Tân biết trả lời sao đâu. Tân chỉ biết là vong nhi rất khó chụp, trừ khi gặp thầy giỏi, thầy hiểu được nó thì nó mới đi, thì vì nó là con nít ha. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn nữa. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.